Đây là của để dành tặng đến cho tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng chiều ngày hôm nay là một ngày đầu để giúp tôi để dành tặng nhất cho tất cả quý vị những cái không đồng và cũng để dành tặng tất cả quý vị nhé. Và hẹn tất cả quý vị vào bây giờ từ tối giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng và nhận nghe những buổi phần quà đặc biệt là những cái bé không đồng. Chỉ có tại Hội Chợ Du lịch Hồ Chí Minh năm 2018. Đi Nhật Bản ngắm bốn phố sĩ, không lo suy nghĩ, giá chỉ 21.999.000 đồng một ngày. Phải không đó? Phải chứ. Đã gồm phí visa nhé mọi người. Là thằng nước Úc 5 ngày 4 đêm tại City, 2 năm người thân tại Nha Bình, giá chỉ 19.999.000 đồng, quá hot luôn. Ngắm nhìn những công trình vĩ đại tại năm nước châu Âu, Pháp, mà mức giá chỉ 39.999.000 đồng. Bạn thích đến là chỉ có tại Tuvo, không động visa, quan phí 120 đồng, khoảng 50 đồng, như ở khách sạn dưới 4 sao luôn nha. Đến với Vatican, tham gia tòa thánh Pedro, thị pháp vô song, cùng tour châu Âu 9 ngày 8 đêm, Ý, Thụy Sĩ, Vatican, Monaco, Pháp, chỉ với 59.999.000 đồng. Cuối cùng thế giới với lại Việt Nam với tour khuyến mại siêu đắt. Đây là gian hàng của người kem hồ, rất là đông khách du lịch. Quay tư vấn du lịch ở đây à? Con tung thì ăn đi trường thà tour nước ngoài không ạ? Thank you.
phẩm thôi chứ không khác. Người dân bình thường là chỉ xếp đá mà để tạm bờ thì mất rất là nhiều không ạ. Xã An Ninh Đông có một thắng cảnh thiên nhiên được xếp hạng di tích quốc gia. Chú Kiều mới nói khi đến với Phú Yên hãy đến ghé thăm tuyệt tác và phí là món ăn kỳ tạo này, và chú vui vẻ giật quỷ ra gầy cả đĩa. Là gáo lòng và đăng ký chương trình ưu đãi.
sản phẩm. Anh có mang theo smartphone không? Đấy, sẽ hướng dẫn cho anh nhé. Mình còn có sử dụng 3G luôn đúng không ạ? Dạ. Anh đăng ký phương anh trên đó mình có anh. Vui chúng ta hả? Nhưng có nó được quay dự kiến là 2.000 tỷ đồng, khởi công vào quý 1 năm 2022.
Thành sắp về, phải không kẹp giờ. Mà được không? Mà xin mời em nha. Cho em xin xe hả? Có sản lượng khách thông qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã quá tải gần 30% so với công suất thiết kế. Hiện tại ACV đang cải tạo nhà ga Hiệp Vũng để nâng cấp lên 2,5 triệu lượt khách, phục vụ đủ cho khách đến năm 2020. Nước sâu của Cam Ranh mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và mặt kinh tế rất quốc phòng. Nơi đây có khí hậu đầy đủ nha trang, nhưng nổi trội hơn hẳn với những bãi biển tuyệt đẹp, nước biển trong xanh cùng những bãi đất trắng mịn trải dài bất tận. Nơi đây được thiên nhiên nước ngọt rất dồi dào tạo nên vẻ đẹp màu mỡ nhiều.